Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi. Kiều Hạnh. Còn gì nữa? Sao hôm nay anh ấy... Anh nào? Chồng của Kiều Hạnh. Tôi nhớ là tôi chưa nhận lời cầu hôn của bất cứ một ai, và cũng chưa hề gửi thiệp báo tin mừng của mình cho bạn bè biết. Chắc ông đã lầm tôi với ai rồi đó. Cũng như tôi đã từng lầm ông. Tôi hoàn toàn không tin điều đó. Tin hay không là quyền của ông. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải chứng minh rằng tôi chưa xuất giá vô quy, vẫn còn thôi thủi cô đơn trong cảnh côi chiếc phòng không, ngắm mùi tuổi phận duyên. Nghe anh nói tôi không hiểu được, đã du quy sao lại cô phòng, anh cay đắng tôi mà làm gì. Tôi nào dám trách hờn ai, chỉ ôm nỗi hận vào đi. Chuyện ngày xưa tôi đã biết rồi, ông nói chi đêm lời. Tôi nhủ thầm ở trong dạ, chấp nhận nỗi buồn riêng. Ai buồn hơn ai khi thiệp hồng em trao tôi trước? Nếu em biết ngày tôi nhận được thiệp cưới là chết cả con tim như cái xác vô tri vất vưởng bên đường. Lúc ấy tôi cũng giận em phải chờ đợi, tôi cũng như không có quyền trách em xuất gia. Trời đã sinh tôi mang vận cốt tôi, tôi phải cam đành nhận bao đau khổ. Nhắc chi đau lòng sẽ không còn trách tôi phản bội, đưa thuyền tình rẽ sóng sang sông. Trời ơi, sao sự thật lại quá trớ trêu, ai đã gây cảnh chia lìa tơ tóc. Dính tượng ơi hiểu lầm tất cả, đến giờ này Kiều Hạnh vẫn còn sống cô đơn. Em bảo sao? Con người đã ly gián tình ta, và hai chúng ta là nạn nhân của cuộc ly gián đó. Nhưng ai là thủ phạm? Em đã biết người đó là ai. Là ai? Em nói đi, là ai? Anh có biết cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng anh muốn biết ai là thủ phạm? Họ phá vỡ tình ta với mục đích gì? Là ai? Hạnh, em nói đi. Là người đã sinh ra và nuôi em khôn lớn, là người đã lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, và đã hy sinh cho em cả cuộc sống riêng mình. Lo lắng nhiều
Con đi. Đúng 5 giờ chú đưa con ra phi trường. Bao giờ con trở lại? À, chắc khoảng 4 năm hoặc có thể hơn. Trong 4 năm đó chắc con cũng về thăm nhà thường chứ. Con cũng chưa biết nữa. Có khi về, có khi không. Sao con lại nói vậy? Còn mẹ con? Có chú và dì Sáu bên cạnh là con yên tâm lắm rồi. Còn bản thân con, một khi đã quyết tâm bước ra đi thì con không hẹn ngày về. Chú Năm ơi, lòng
lòng không nguôi lạnh lâu rồi. Con đã cố quên và nén lòng chịu đựng, nhưng sao tình xưa cứ mãi vẫn đã lỡ rồi mọi việc. Con ra đi cho toàn vẹn đôi đường, để người xưa vui với hạnh phúc của mình. Chú biết con đã trải qua những tháng ngày đau khổ, khi con cố tìm quên tức là lòng luôn thương nhớ, dù con thuyền xưa đã tấp bến từ lâu rồi. Chú biết con khó quên được mối tình đầu, ngày xưa chú đã một lần đau khổ, nhưng chú âm thầm đắng than thở cùng anh. Nỗi buồn nào theo năm tháng cũng vơi, vì thời gian là phương thuốc màu. Chú khuyên con dù có đi xa một lối cùng nên thường về thăm đại mẹ con. Dạ, con nghe lời của chú. Con đi xa nhưng có chú ở nhà con an tâm lắm. Cho dù thế nào thì con người vẫn có tổ có tông, và nhớ tổ tông thì người ta lại quay về với nguồn cội. Con biết nghĩ như vậy là tốt. Thôi chú xuống lầu để cho con nghỉ ha. Đúng 5 giờ chú đưa con đi à nha. Dạ. Thôi chú xuống lầu à. Hạnh con. Thưa mẹ. Ngày mai đúng 5 giờ con đi phải không con? Dạ. Con có định nói gì với mẹ không? Dạ, con chỉ mong ở nhà mẹ được khỏe mạnh, để ngày con về, con vẫn thấy mẹ như xưa. Con không cần phải lo cho mẹ. Mẹ đã tự lo cho mình hơn 20 mấy năm rồi. Nếu có lo thì con hãy lo cho thân con. Rồi đây bơ vơ nơi đất khách quê người, tháng ngày nỗi buồn riêng. Sau tuổi thương ai chết chồng. Hạnh ơi, trước lúc chia tay có buồn điều gì hãy nói cho mẹ nghe, để mẹ được thanh thản tâm hồn. Những ngày vắng bóng con nào đâu dám giận dám hờn, số trời đã định sẵn phần con phải vương mang bao buồn tiền. Con đành cam chịu mà thôi. Hạnh ơi, trời đâu có định phần, tất cả là do trời ơi. Tôi không dám thốt nên lời vì sợ mang tội với người xưa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Con bao giờ cũng là con của mẹ mà. Hạnh ơi, con bảo mẹ đừng nói nhưng đừng làm sao được hả con? Khi mà niềm hối hận về chuyện đã qua cứ canh cánh bên lòng. Sinh con ra mấy ai về sinh lòng, lúc con vừa chập chững từng bước nhỏ, mẹ đã âm thầm lo hạnh phúc cho. Mẹ quá non mới say lòng, cứ
nghĩ giàu sang là có người sung sướng. Nhưng thực tại dù sống trong nhung lụa, bà mẹ chưa nghe thân thanh nước dài nào. Tất cả là do con mẹ à, bổn phận làm con mà không nghe lời mẹ dạy. Trong thâm tâm con luôn bị dạy dỗ bởi hai chữ hiếu và tình. Con phân vân làm thế nào cho hiếu và tình vẹn vẹn. Con biết dù ra đi là con đã an phận, nhưng bỏ mẹ cô đơn khi chiều nghiêng xế bóng thì làm sao con an lòng cho được. Đừng nói nữa, mẹ khổ lắm con ơi. Mẹ ơi, con biết lòng mẹ thương con vô bến vô bờ. Mẹ đã lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ mà con chưa đền đáp được ngày nào. Mẹ không quả là đứa con bất hiếu, dù xa quê nhưng đêm đêm con thầm luôn khấn nguyện cho mẹ già sống mãi với thời gian. Lòng con trăm mối ngổn ngang, ra đi mà già không an bao giờ. Nếu vậy con hãy ở lại cùng mẹ nha con. Mọi việc đã trễ hết rồi mẹ à. Dạ lại, con đã lấy vé máy bay xong, con đâu có bỏ được. 100 cái vé máy bay mẹ cũng bỏ được mà, huống hồ một vé. Miễn con bằng lòng ở lại là xong tất cả. Lỡ rồi mẹ à, càng ở lại lòng con càng đau khổ và khó xử. Thà con đi, thời gian học tập nghiên cứu sẽ làm cho con quên hết mọi điều phiền muộn. Con nghĩ chỉ có cách đó mới vui và yên ổn thôi. Mẹ không biết nói gì hơn. Mẹ, mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Thôi, cứ tùy ý con định liệu. Vĩnh Tường, khi lá thư này đến tay anh cũng là lúc em không còn ở đây nữa. Anh hãy hiểu và tha lỗi cho em. Xa anh, mất anh là cuộc đời em mất hoàn toàn ý nghĩa. Tường ơi, em yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nếu phải đánh đổi giữa nghèo khổ mà được sống bên anh, và giàu sang mà vĩnh viễn xa anh, thì em chấp nhận cái nghèo để được cùng anh trọn đời hạnh phúc. Bao giờ, ở đâu và lúc nào cũng vậy, em luôn luôn cảm nhận rằng anh ở mãi bên em.